Em biết gì chưa? Admin vừa mới công bố một cái hình ảnh nhỏ nhỏ về trái gồng Rework. Nhưng mà nó không hề nhỏ nha. Hãy cùng mình theo dõi hết video này để biết nó là cái hình ảnh như thế nào nha anh em. Còn vậy, let's go. Anh em có biết giùm anh em, tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận. Từ Free Fire, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra nghe phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha. Ok, và giống như thường lệ thôi, mình sẽ check stop xem mà hôm nay chúng mình sẽ được là stop trái gì nha. Bây giờ mình sẽ được trái ngon xíu nha anh em. Ok. Đâu, chúng ta được cái bubble nữa mà. Rồi luôn. Bé có trái gì luôn nữa mà. Thì không biết anh em đang có anh em nào đang sử dụng trái gồng hay không nha. Anh em cũng là người kiên trì lắm luôn á. Úi giời ơi, trái chớp anh em mà. Holy chả chồng luôn đó, tụi không cần mày chắc nữa rồi. Ok, hiện tại mình đang có mặt trên trang Twitter của Armin Gibbon ra. Đó, chính là hình ảnh của một trái T-Rex anh em ạ. Nhưng mà anh em biết gì không? Ây da, trái T-Rex, nhưng mà trái T-Rex đang nằm trong một cái vòng tay của thanh niên nào đó. Nhưng mà anh em nhìn qua anh em tưởng là người khổng lồ đúng không anh em? Nhưng mà không nha, nếu mà anh em nhìn kỹ lại á thì anh em sẽ thấy là chỗ này nè, nó sẽ có một cái vòng cuộn cho anh em. Đó, cuộn theo dọc lên cái tay luôn á. Và ở đây chúng ta có những cái móng vuốt rất là nhọn nha. Ô là trời, tôi không thể nào mà tưởng tượng được là trong game có một thứ nào to lớn vậy luôn á. Và ở đây thì các ông là Amim Lớp Food giờ là thay nhau vào để mà comment các kiểu. Ông Nubby Official thì ông nói là gặp rắc rối gì đó. Rồi Kid Gaming thì nói là con gồng đó gắn có cầm cây T-Rex không gì đó. Vãi, tôi không biết này, con này có ý nghĩa gì nữa mà. Đấy, đó là cách khủng long bị tuyệt chủng, quả trưởng. Thì tóm lại á, thì theo bản thân mình đánh giá nha, thì đây chính là cái hé lộ gọi là cơ bản nhất về trái gồng Rework. Ngoại trừ cái skill của nó thì đây chính là cái ngoại hình đầu tiên của nó nha anh em. Thì anh em đừng để ý tới con T-Rex này. Con T-Rex này chỉ biểu hiện cho là cái gì? Nó chỉ là biểu hiện cho một cái kích cỡ của cái con đó, chính là con gồng sau khi Rework thôi. Khi mà anh em biến hình á, tôi hơi thắc mắc tại sao lại có thể là có được một con gồng nó to vậy anh em à. Đấy, thì anh em có thể thấy nếu mà anh em nhìn cánh tay này, anh em sẽ thừa biết đây là cái cánh tay của con gồng rồi. Đấy, cánh tay của con gồng xong rồi khi mà anh em biến hình lên đấy, nó giống y hệt luôn. Đó, ok. Còn con T-Rex thì mình cảm giác như là cái chân nó hơi sao sao anh em. Hơi ảo ảo xíu, để mình vô game mình biến hình xem là con T-Rex trong game nó sẽ như thế nào nha. Chứ bây giờ lâu quá mình cũng quên mất tiêu ngoại hình nó luôn rồi. Cũng may mắn là ở đây mình còn hai trái T-Rex nha anh em. Thì mình sẽ lấy ra ăn trái để mình ăn cho anh em xem. Đấy, ôi giời ơi, thật sự mà nói là hơi tiếc luôn anh em à. Tại vì để mà test cho anh em xem thì chắc chắn là mình phải ăn cái này rồi. Ok, là để mình sẽ biến hình xem. Holy, ủa đồng thanh chưa có nổ đâu. Rồi, tôi sẽ tích nổ và tôi biến cho anh em xem. Ok, và đây mình đã thay nổ rồi. Và đây chính là khoảng cách đó. Bùm, đấy. Thì mấy mốt khi mà cái con gồng Rework mà nó được gọi là ra mắt anh em thì nó cũng sẽ biến hình vậy luôn, mà hiệu ứng khác xíu. Ok, thì giống nha. Đây chính là cái ngoại hình của trái T-Rex khi anh em biến hình lên. Và con gồng á thì sẽ có cái tai to cỡ này anh em. Cái tai nó to cỡ nguyên một con T-Rex này, thì tức là cái kích thước của con gồng cũng phải là nó dài anh em, mà nó dài từ đây tới đây quá. Tại vì bàn tay nó to thế rồi. Đấy, nếu mà anh em nào còn nhớ video mà mình gọi là review trái gồng Rework anh em, thì anh em cũng biết là con gồng nó sẽ có một cái skill khá là đỉnh anh em ạ. Đấy, mặc dù là chưa biết cụ thể là như thế nào, thì chúng ta nếu mà anh em nào đã từng test cái map của bạn Thịnh nè của Việt Nam anh em, thì anh em cũng sẽ biết được một phần về cái trái gồng Rework đó. Và anh em cũng đã thử chơi nó luôn rồi đúng không? Những bạn nào chưa chơi được cái con gồng đó thì hơi tiếc cho anh em luôn á. Ok, tóm lại một điều là trái gồng sau khi Rework thì nó sẽ có kích cỡ rất là khổng lồ nha anh em. Rất là khổng lồ luôn. Và đây chính là một cái góc nhìn từ là bản thân mình thôi. Và nếu như mà anh em có là cái hướng đi khác mà anh em có thể soi được cái này là cái gì á, thì anh em hãy comment cho mình biết để mình tìm hiểu với anh em nha. Còn bây giờ thì chúc anh em ngày mới vui vẻ và hẹn gặp anh em vào video lần sau. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ để không xem những video tiếp theo của kênh mình nha. Bye bye.